anh chị và các bạn. Và bài học này thì tôi sẽ nói chuyên sâu về cái gọi là content for sale, content for website, tức là mình làm nội dung cho website. Thì trước khi nói về nội dung này thì tôi cũng xin phép ở đây là tổng hợp một cái khóa học về sale cho anh chị và các bạn. Sale tức là chúng ta sẽ học cách để mà tối ưu hóa công cụ tìm kiếm trên Google. Thế thì content cho website là như thế nào? Thì các bạn biết rồi, một cái website chúng ta xây xong thì chúng ta cần phải viết bài. Thì chúng ta cần phải trả lời cho những câu hỏi như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ viết những nội dung gì? Số lượng bao nhiêu trên ngày, bao nhiêu trên tuần, trên tháng? Đúng không ạ? Chúng ta quan tâm đến các KPI như là lượt xem, lượt truy cập, rồi thì time on site, rồi thì bounce rate, vân vân, những cái thuật ngữ trong lĩnh vực sale. Và chúng ta xem là người ta truy cập mới bao nhiêu, truy cập cũ bao nhiêu, tỷ lệ quay lại bao nhiêu phần trăm, vân vân. Thì chúng ta sẽ sử dụng thêm công cụ Google Analytics để chúng ta gắn vào website và chúng ta theo dõi. Bởi vì phải có những công cụ như vậy thì chúng ta mới làm content cho website tốt được. Bởi vì chúng ta đánh giá và đo lường hiệu quả. Thí dụ như là cái page view nó tốt, đúng không ạ? Cái time on site nó tốt thì chứng tỏ là nội dung của bạn hay và người ta ở lại lâu, người ta lấn ná lâu. Đấy, bởi vì ngày nay là cái xu hướng mà mọi người ở lại trang web nó rất là ít, rất là nhanh. Rồi thì họ muốn đọc thật nhanh nên họ sẽ mở nhiều tab, đấy là cách của họ. Thế thì bây giờ chúng ta làm content cho website thì chúng ta sẽ trả lời cho câu hỏi như vậy. Thứ nhất là chúng ta sẽ viết nội dung gì, từ khóa gì. Thì nội dung chúng ta sẽ sử dụng từ khóa bằng cách là chúng ta đánh vào ô tìm kiếm. Các bạn đánh vào ô tìm kiếm Google Search, hoặc là các bạn có thể sử dụng cái công cụ Google Keyword Planner nằm trong bộ Google Ads. Bây giờ người ta gọi là Google Ads, người ta không gọi là Google AdWords nữa nhé. Nếu mà ai dùng từ Google AdWords là lỗi thời rồi. Google đã tích hợp toàn bộ cái công cụ quảng cáo của mình và đặt tên là Google Ads. Thế thì trong bộ Google Ads nó có công cụ là Google Keyword Planner để cho phép chúng ta tìm kiếm các ý tưởng về từ khóa. Chẳng hạn một cái website của một cái khách hàng học viên của tôi, bạn này bạn ấy bán son môi, đúng không ạ? Tìm tất cả những cái từ khóa có liên quan đến chữ son, son môi đều ra bạn ấy, và những từ khóa dài, từ khóa ngắn. Và một tháng bạn ấy có khoảng 500.000 lượt truy cập vào cái trang web đấy, và doanh số bán son rất là tốt. Đấy, cho nên là các bạn cần phải lưu ý cái điều đó, tức là tập trung vào làm sale. Đấy, thì chúng ta chọn những từ khóa. Từ những từ khóa như vậy chúng ta bắt đầu phát triển ý tưởng, từ tiêu đề, ý đặt mở đầu, ý phát triển nội dung, ý kết luận và ý kêu gọi hành động. Đấy là cái cách thông thường. Và trong cái hình ảnh, rồi trong các video, trong các đường link chúng ta đi kèm trong bài viết như vậy, chúng ta cũng cần phải bổ sung cho cái nội dung bài viết đó. Sau đó thì chúng ta cần phải quan tâm đến việc đăng bài chuẩn SEO. Bài chuẩn SEO thì các bạn thấy rồi, tôi có rất nhiều các kỹ thuật về chuẩn SEO, nhưng tôi sẽ nói vắn tắt ở đây một số các kỹ thuật. Thứ nhất là tiêu đề URL, đúng không ạ? Đường link, tiêu đề bài viết, rồi thì các thẻ H1, H2, H3 trong cái bài viết của mình, rồi thì in hoa, in đậm, in nghiêng những từ khóa, rồi phân bổ từ khóa, rồi viết làm sao thật là hay, thật là hấp dẫn, thật là độc đáo, thật là tự nhiên, thật là có giá trị. Đấy là ý nghĩa của việc mà chúng ta sẽ làm content cho website, đúng không? Và chúng ta cũng sẽ có thể là sử dụng những cái công cụ, những cái plugin hoặc những cái phần mềm cho SEO, ví dụ như là đo lường về tiêu đề tối ưu chưa, tag đã tối ưu chưa, meta tag đã tối ưu chưa, đúng không ạ? Rồi descript, đúng không ạ? Meta descript tức là cái phần snippet mà hiển thị đấy, nó đã tối ưu chưa? Tất cả những cái thông điệp như vậy trong cái quá trình làm chúng ta cần phải rất là chú ý. Tôi nghĩ chỉ cần URL, tiêu đề, thẻ H1, H2, H3, in đậm, in ngang, nghiêng, bài viết hay, hấp dẫn, nội dung khoảng tầm 600 cho đến 1.000 từ và kèm theo các hình ảnh hoặc video hoặc đường link minh họa, cộng với các đường link liên kết, cộng với cách dẫn dắt bán hàng, ý tưởng bán hàng, rồi kèm theo những cái minh chứng, là như vậy một bài rất là tốt rồi. Về mặt kỹ thuật thì chúng ta quan tâm đến tiêu đề, quan tâm đến snippet, quan tâm đến URL, quan tâm đến những cái thẻ tag và thẻ meta tag là ok. Về cơ bản là như vậy. Sau đó thì chúng ta sẽ làm sao mà ép share, ép like và chia sẻ làm sao nội dung của chúng ta để nó truy cập được. Thì đấy là cái cách mà chúng ta sẽ làm SEO. Công thức thành công của SEO thì thường là như này.
cấu trúc của web và chất lượng của web chiếm một phần khoảng độ 30%. Tất nhiên công thức thì nó cũng có thể mỗi người đưa ra một công thức riêng của mình. Nội dung chiếm khoảng từ 40 đến 50%, tức là nội dung rất là quan trọng, chiếm chính đấy. Một cái trang web tốt mà không có nội dung chẳng ai xem cả. Trang web bình thường thôi mà có nội dung tốt người ta vẫn xem rất nhiều. Và chi bằng thì tốt gỗ và tốt cả nước sơn luôn. Nội dung nhiều về mặt số lượng, hay về mặt chất lượng, đúng về mặt kỹ thuật đấy, và có thêm các cái thủ thuật hoặc các cái phần mềm hoặc là các cái chương trình quảng cáo nữa thì càng tuyệt vời. Và cái sự chia sẻ backlink rồi thì các kỹ thuật khác bên ngoài thì tôi nghĩ chiếm khoảng 20% thành công nữa. Cho nên cái content, tức là cái nội dung, bài viết, hình ảnh và chuẩn SEO như vậy nó chiếm khoảng từ 40 đến 50% cho sự thành công. Còn website thì chúng ta có thể đo lường bằng Google Analytics, bằng Google Speed, tức là kiểm tra cái bài Google Speed Page, rồi thì rất nhiều các công cụ như là Google Webmaster. Thì các bạn lưu ý là các bạn có thể học thêm cái bộ khóa học là SEO, Google SEO của thầy Phan Anh và của tôi luôn, một cái bộ khóa học cơ bản hướng dẫn làm SEO tay, SEO thủ công, không sử dụng các xảo thuật, không sử dụng những cái ấy. Ví dụ như cách công ty tôi làm website của pamarketing.vn của tôi, tất cả đều là SEO tay hết, không có thủ thuật gì cả. Tất cả là liên tục nội dung, liên tục nội dung phải hay, hấp dẫn, khác biệt, nội dung phải có giá trị, độc quyền đấy, và kỹ thuật đi bài tốt là tôi nghĩ là ổn. Thế làm thế nào để tăng được lượt truy cập cho chúng ta, đúng không? Thì có rất nhiều cái cách, đúng không? Chúng ta viết nhiều bài hơn, chúng ta đi đường link tốt, chúng ta chia sẻ trên các group, trên các fanpage, chúng ta chia sẻ, chúng ta phát live stream, chúng ta mua quảng cáo Facebook, Google Ads, chúng ta mua quảng cáo báo chí PR, rồi thì chúng ta cũng có thể là làm những cái cách thức in ấn ở trên các cái bao bì vân vân để làm sao mà tăng được cái lượt truy cập vào website. Và khi tăng được lượt truy cập vào website đấy rồi thì người ta cũng phải thấy có giá trị. Các bạn có thể kết hợp rất nhiều các công cụ marketing online khác cộng với cả phương thức truyền thông offline như là in ấn tôi vừa giới thiệu đấy. Và làm web thì chúng ta thấy rằng là về hình ảnh cũng phải đẹp, và video phải gắn mã nhúng từ YouTube vào. Hình ảnh đẹp thì cũng phải hết sức lưu ý là cũng phải nhẹ nhàng thôi, bởi vì đưa lên nặng quá thì nó sẽ bị tốn dung lượng, tải sai. Nhất là các phiên bản mobile này nó phải cần phải tối ưu, đúng không? Thì đấy là một số cái mà tôi khuyên. Và nếu các bạn tin tôi thì các bạn hãy đầu tư vào website, bởi vì khi đầu tư vào website như vậy thì cái một thời gian sau quay lại cái từ khóa nó lên thì bạn sẽ bán được hàng rất là tốt các bạn nhé. Ok, thì vừa rồi tôi xin phép được tóm tắt là cái content cho website là như thế nào. Các bạn cứ làm như vậy cho tôi. Chủ đề các bạn biết cách viết rồi, chủ đề đã có, từ khóa đã có, cách tìm kiếm đã có, số lượng bài đăng đã có, đúng không ạ? Chất lượng bài đăng, cách thức đăng, tối ưu đã có. Và chi tiết hơn, các bạn nên học thêm một cái bộ khóa học SEO của thầy Phan Anh nữa. Các bạn sẽ rõ hơn mọi thứ. Bởi vì ngày nay các công cụ nó liên kết trực tiếp với nhau, chứ không phải là tôi cứ đang dạy cái khóa học content thì tôi lại giới thiệu cái khóa học SEO, hay tôi đang dạy cái khóa học Facebook tôi lại giới thiệu cái khóa học sale, ví dụ thế. Nhưng mà nó liên quan đến nhau rất nhiều. Giống như là các bạn làm content, tôi khẳng định với các bạn phải đọc nhiều sách thì mới viết được. Các bạn phải biết làm Photoshop, hoặc ít nhất biết làm hình ảnh mới làm được, hoặc là biết cách chụp ảnh đẹp, bố cục bài trí ra sao, đúng không? Ví dụ bây giờ chụp ảnh sản phẩm thời trang hay chụp ảnh sản phẩm đồ ăn, đồ uống thì mình phải biết cách set up decor, mình phải biết chụp bằng iPhone hay mình phải biết chụp bằng máy ảnh như thế nào. Thì cái đấy các bạn cũng phải học. Tôi cũng có khóa học về kỹ thuật nhiếp ảnh, tôi cũng có khóa học về Photoshop. Thế nên là mình phải học nhiều thứ lắm các anh chị nhé. Đừng nghĩ là thầy Phan Anh cứ bán cái này bán cái kia, mà thầy Phan Anh đang rất muốn các anh chị và các bạn là trở nên siêu sao, trở nên xuất sắc, trở nên làm tốt công việc của mình, nhận được mức lương cao, kiếm được nhiều tiền, bán được nhiều hàng. Ok, vâng. Một lần nữa xin cảm ơn các anh chị và các bạn. Nếu các anh chị và các bạn có câu hỏi gì, vui lòng liên hệ qua địa chỉ email phananhonline@gmail.com, facebook.com/phananhonline. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn. Xin chào. Bye bye.